Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Phật giáo được truyền bá khắp Á Châu, Việt Nam và Trung Hoa từ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. Nhưng mãi đến thế kỷ thứ 6 dưới triều Lương Vũ Đế thì bước sang giai đoạn mới với sự kiện Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc. Ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của dòng thiền từ thời Phật Thích Ca và cũng là tổ thứ nhất của Thiền Tông tại Trung Quốc. Ngài tu ở chùa Thiếu Lâm thuộc tỉnh Hà Nam. Ngài đã ngồi xây mặt vào tường 9 năm để tham thiền và ở đó đến trọn đời. Nhiều người xin nhập môn Thiếu Lâm nhưng thể lực yếu kém, không thể truyền võ được võ Thiếu Lâm. Tổ sư bèn truyền đạt một phương pháp tập luyện được gọi là Đạt Ma Dịch Cân Kinh để chuyển biến thể lực yếu kém thành mạnh khỏe. Cách tập đơn giản nhưng hiệu quả lớn vì tiêu trừ được tất cả bệnh tật. Theo quan niệm Trung Y cơ bản, bệnh tật là do khí huyết, âm dương mất thăng bằng thì phát sinh hàng trăm thứ bệnh tật, làm thay đổi từ lượng tới chất. Ngược lại, khí huyết thông suốt thì trăm bệnh cũng hết, tự nó biến đi. Luyện Đạt Ma Dịch Cân Kinh là giải quyết vấn đề này. Phương pháp luyện tập cho thân thể cường kiện, không những như vậy mà còn có tác dụng trị liệu tất cả các chứng bệnh bất trị kinh niên, kiến hiệu nhanh chóng, thật không ngờ mà cũng thật khó tin. Bất cứ bệnh gì đều không phải cố định bất biến. Điều quan trọng là tranh đấu và đấu tới cùng là giành được thắng lợi. Tập luyện Đạt Ma Dịch Cân Kinh thấy ăn tốt, ngủ ngon, làm tăng sức khỏe nói chung và chữa được nhiều chứng bệnh như suy nhược thần kinh, huyết áp, tim mạch, bán thân bất toại, thận hen suyễn, lao phổi, lao thận, trúng gió méo mồm, đau mắt, ung thư, tiểu đường, chai gan, phong thấp, bệnh Parkinson, rối loạn tiêu hóa, thiếu oxy não và nhiều bệnh khác. Nhất là bệnh mãn tính đều có thể chữa được cả. Áp dụng dịch cân kinh để chữa bệnh ung thư. Người xưa chia bệnh ung thư làm hai loại là âm thư và dương thư. Do đó đã có câu dương thư dễ lành, âm thư khó trị. Dương thư là cái mụn nhọt mọc ở ngoài, chín rồi vỡ, có máu mủ, ngòi mủ xanh, dáng cao là hết. Âm thư là cái mục bên trong cơ thể, có khi rắn như đá. Nguyên nhân đều do sự kết tụ của khí huyết làm trở ngại và tắc kinh lạc. Do vậy, các phế vật trong cơ thể cần thải mà không thải ra được. Vì máu lưu thông chậm, nên các chất keo, dịch, gan, các chất khô không đủ nhiệt năng, nên công năng của máu giảm sút, không thể thải được những chất không cần thiết trong cơ thể ra ngoài. Tập luyện Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Tay vẫy đúng kỹ thuật, máu mới sinh ra nhiệt năng đầy đủ. Các vật chèn ép làm mất thăng bằng trong cơ thể không còn nữa thì mới khỏi bệnh. Cơ hoành lên xuống dễ dàng, ruột, dạ dày, thận tiếp được khí, nên gây được tác dụng hưng phấn. Khí huyết hoạt động điều hòa thì tác dụng chữa bệnh rất tốt và khi chức năng của máu tăng thì khí huyết cân bằng là khỏi bệnh. Tất cả mọi người đều tập luyện được Đạt Ma Dịch Cân Kinh, không phân biệt tuổi tác, giới tính, người mạnh khỏe, người bệnh và nhất là người bệnh hiểm nghèo, mãn tính. Tập luyện phải từ từ, kiên trì, đều đặn, liên tục mỗi ngày và nhất là phải đúng kỹ thuật. Người tập luyện Đạt Ma Dịch Cân Kinh phải có hào khí, nghĩa là phải có quyết tâm tập luyện đến nơi đến chốn, vững vàng, tin tưởng, không vì lời bàn ra tán vào mà chán nản, bỏ dở. Phải lạc quan, không lo sợ đang mang bệnh, mà mọi người gọi là hiểm nghèo. Phải tin tưởng rằng mình sẽ thắng bệnh do tập luyện Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Phải kiên nhẫn,
Nung nóng muốn khỏi bệnh mà dùng nhiều sức sẽ không đem lại kết quả. Có quyết tâm nhưng phải từ từ tiến dần mới đúng cách, mới có kết quả tốt. Nếu tinh thần không tập trung, tư tưởng phân tán thì khí huyết loạn xạ. Đặc điểm của đạt ma dịch cân kinh là thượng hư hạ thực, trên rỗng dưới chắc. Động tác dịu dàng, tinh thần tập trung, hai tay đưa lên đưa xuống rồi trở về sau. Làm như vậy có thể thay đổi trạng thái thượng thành hạ hư của những thể chất yếu kém, khiến phần dưới cứng chắc, phần trên nhẹ nhàng, bệnh tật tự nó biến mất. Tập luyện đạt ma dịch cân kinh, người bình thường càng khỏe mạnh, vui vẻ yêu đời, ngừa bệnh. Người bệnh, trị bệnh, hết bệnh, mạnh khỏe. Kỹ thuật tập luyện đạt ma dịch cân kinh. Một, thân. Người đứng thẳng, chân chạng, khoảng cách của đôi bàn chân bằng khoảng cách của đôi vai, gót chân chắc như hòn đá. Ngón chân bám chặt vào mặt đất, vào giày dép, tấm lót chân. Nếu không làm đúng như trên thì công hiệu sẽ bị giảm sút. Thượng tam hạ thức là nguyên tắc bất di dịch, là bí quyết của đạt ma dịch cân kinh. Nếu tập luyện đạt ma dịch cân kinh lâu năm mà không nắm vững kỹ thuật, không làm đúng nguyên tắc, thì tất cả công phu đó không đạt được một kết quả mảy may nào. Thượng tam hạ thức là trên 3 dưới 7, hay thượng hư hạ thực, là nguyên tắc quy định rõ rệt mức độ của sự hư thực và là tỷ lệ của sự dùng sức. Khi đứng trong thế xuất thủ đạt ma dịch cân kinh, thì phần trên của thân mình để tự nhiên, nhưng lưng thì thẳng cứng và eo thì chắc. Đó là thượng hư hay là trên 3 phần. Riêng về chân thì phải cứng chắc, gân nghi thạch, chi nghi trảo, là hạ thực hay là dưới 7. Phải luôn luôn chú ý đến việc gồng cứng lên gân bắp chuối và bắp dế hai chân, hậu môn nhíu lại và thoát lên. Suốt buổi tập hai chân như trồng cây xuống đất, từ thắt lưng trở xuống luôn luôn cứng chắc, không suy xuyển. Suốt buổi tập phải giữ vững như thế. 2. Đầu. Đầu như dây treo để cổ được thẳng. Mặt ngó về phía trước, nhìn vào một điểm cao hơn mình một tí để cổ không rùng xuống. Hoặc mắt nhắm nhìn thẳng về phía trước từ điểm giữa hai chân mày, ấn đường. Tập trung tinh thần tại đỉnh đầu, không nên suy nghĩ hỗn tạp. Có thể đếm từng động tác của đôi tay, hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong lúc tập luyện tùy duyên. Miệng ngậm bình thường, hai môi chạm nhẹ vào nhau, hai hàm răng chạm nhẹ vào nhau. Đầu chót lưỡi để trên nướu răng trên. 3. Tay. Hai bàn tay duỗi thẳng tự nhiên, không nên co lại. 5 ngón tay cũng duỗi thẳng và khép kín. Hai tay không dùng sức, cùng một lượt đưa lên ngang vai song song với nhau và lòng bàn tay ở dưới. Dùng sức đưa hai tay xuống và quật ra phía sau lưng cho tới khi không thể được nữa thì thôi. Lòng bàn tay ở thế ngửa nhìn lên. Đưa tay về phía trước như cũ, qua lại như quả lắc đồng hồ, liên tục như trên. 4. Tốc độ. Tốc độ động tác độc nhất này bằng tốc độ đánh đàn xa khi đi nhanh. Khi đưa tay về phía trước thì nhẹ nhàng tự nhiên, không dùng sức, đồng thời hít vào. Khi đánh tay ra phía sau mới là thật cần thiết và phải đánh cho hết tay. Khi quật tay ra phía sau thì dùng sức, đồng thời thở ra. Hai động tác trên cần đều đặn, thuận theo tự nhiên, giữ xương sống thẳng và thở hít đều đặn thì luồng chánh khí sẽ lưu thông khắp cơ thể và từ đó điều chỉnh các chỗ bế tắc ứ động trong châu thân. 5. Thời gian. Thời gian tập luyện từ từ, khi mới tập
từ 5 phút, 10 phút, 15 phút, ổn định là từ 30 phút trở lên. 1.800 cái đánh tay trong 30 phút. Trị bệnh hiểm nghèo phải kiên trì ngày tập 3 buổi. Thời gian tập cho buổi tập càng lâu, đánh tay càng nhiều càng tốt. Mỗi lần tập thấy mệt thì phải ngưng tay. Số buổi tập, sáng thành tâm tập mạnh, trưa trước khi ăn tập vừa, tối trước khi ngủ tập nhẹ. Bình thường tập vào buổi sáng từ 30 phút trở lên và phải tập thường xuyên. Ở đâu cũng tập được, tốt nhất là nơi có không khí trong lành, yên tĩnh. Những phản ứng khi tập luyện đạt ma dịch cân kinh. Khi tập luyện đạt ma dịch cân kinh, cơ thể có những phản ứng, nhưng tất cả đều là hiện tượng thải bệnh, không nên lo sợ. 1. Đau buốt. 2. Tê dại. 3. Lạnh. 4. Nóng. 5. Đầy hơi. 6. Sưng. 7. Ngứa. 8. Ứa nước dãi. 9. Ra mồ hôi. 10. Cảm giác như kiến bò. 11. Giật gân, giật thịt. 12. Đầu khớp xương có tiếng kêu lụp cụp. 13. Cảm giác máu chảy dồn dập. 14. Lông tóc dựng đứng. 15. Âm nang to lên. 16. Lưng đau. 17. Máy mắt mi giật. 18. Đầu nặng. 19. Hơi thở nhiều, thở dốc. 20. Nấc. 21. Trung tiện, đánh rắm. 22. Gót chân nhức như nung mũ. 23. Cầu trắng dưới lưỡi. 24. Đau mỏi toàn thân. 25. Da cứng, da dày rụng đi, chay chân. 26. Sắc mặt biến đi. 27. Huyết áp biến đổi. 28. Đại tiện ra máu. 29. Tiểu tiện nhiều. 30. Nôn mửa ho. 31. Bệnh từ trong da thịt bài tiết ra. 32. Trên đỉnh đầu mọc mụn. 33. Ngứa từng chỗ hay toàn thân. 34. Chảy máu cam. Các phản ứng trên là do trượt khí bài tiết ra ngoài cơ thể, loại trừ các thứ ứ động gọi là bệnh tật. Khi có sự phản ứng là có sự xung đột giữa chánh khí và tà khí. Nếu vẫn tập luyện sẽ sản sanh các chất bồi bổ có lợi cho chánh khí. Nếu tập luyện đúng cách làm tăng sức đề kháng, nó đẩy cặn bã trong cơ gan thần kinh và các tế bào khác mà mạch máu lưu thông bình thường không thải nổi. Nhờ tập luyện đạt ma dịch cân kinh mà khí huyết lưu thông mới đưa nổi cặn bã ra ngoài nên sinh ra phản ứng. Vì vậy không nên lo sợ, cứ tiếp tục tập luyện như thường. Có một phản ứng hiển nhiên là khỏi bệnh, cứ tập luyện đều đặn sẽ đạt hiệu quả tốt. Tập luyện đạt ma dịch cân kinh đạt được 4 tiêu chuẩn. 1. Nâng cao căn khí lên, then chốt là điều chỉnh tạng phủ. Lưu thông khí huyết, khí sẽ thông suốt lên đến đỉnh đầu. 2. Tứ chi phối hợp với các động tác theo đúng nguyên tắc tập luyện. Tứ trung song song với nội trung sẽ làm cho tà khí bài tiết ra ngoài, trung khí dồn xuống cơ năng sanh sản ngày càng mạnh. 3. Các trung tâm của nhiệt sau đây hoạt động mạnh hơn lúc bình thường. Đó là bách hội là huyệt trên đỉnh đầu, lao cung là huyệt ở giữa hai lòng bàn tay, dũng tuyền là huyệt ở giữa hai gan bàn chân. Khi tập luyện, các huyệt này đều có phản ứng làm thông suốt nhâm đốc và 12 kinh mạch đạt tới hiệu quả, làm tăng cường sức đề kháng, tiêu trừ các bệnh nan y mà ta không ngờ. 4. Ruột non, ruột già, mật, dạ dày, bong bóng, tam tiêu thông suốt, nghĩa là không trì trệ. Các bộ phận này có nhiệm vụ thu nạp thức ăn, tiêu hóa, bài tiết được thuận lợi. Nếu không bị trì trệ, ứ động, cơ năng sanh sản có sức tiếp, giữ vững trạng thái bình thường của cơ thể, tức là âm dương thăng bằng, cơ thể thịnh vượng.